Thủ tướng cho biết trong 4 tháng qua, dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe nhân dân, gây thiệt hại về con người, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất kinh doanh, nhất là công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, nước ta vẫn duy trì được các nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội, đối ngoại được giữ vững, đạt kết quả tích cực, đặc biệt ngoại giao vaccine được đẩy mạnh. Hiện Việt Nam đã nhận hơn 33 triệu liều vaccine. Vừa qua, nước ta đã chuyển hướng trong công tác phòng chống dịch từ tập trung sang kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp, nhất là chú trọng phân cấp tới xã, phường, thị trấn. Đây là cấp gần dân nhất, hiểu dân nhất, tiếp xúc nhiều nhất, trực tiếp nhất với người dân. Chính phủ đã huy động các lực lượng y tế, quân đội, công an, các đoàn thể khác để tập trung phòng chống dịch hiệu quả. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quyết tâm phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9 và yêu cầu các bộ ngành xây dựng kịch bản phục hồi, tăng trưởng kinh tế trong điều kiện tiêm vaccine bao phủ diện rộng, đồng thời làm tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, tham khảo kinh nghiệm của các nước để tổ chức năm học mới phù hợp. Thủ tướng đề nghị bảo đảm vững chắc quốc phòng, chuẩn bị sẵn sàng phương án bổ sung lực lượng để tăng cường cho công tác phòng chống dịch và cứu trợ, cứu nạn, khắc phục thiên tai trong điều kiện dịch bệnh. Bộ Y tế cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm, nước ta sẽ có khoảng 90 triệu liều vaccine. Vì vậy, các địa phương có kế hoạch triển khai cao điểm tiêm vaccine trong các tháng tới, tiến độ tiêm phải đạt 1 triệu mũi một ngày mới hoàn thành mục tiêu chính phủ đề ra.